Nghe điện thoại đi mà. Tôi không làm thế đâu, tôi thề đấy. Uyên ơi, Uyên, chuyện gì thế? Anh đi về đi, không bố tôi lại thấy bây giờ. Chuyện không phải thế đâu, tôi không làm gì với Đào hết. Anh nói với tôi chuyện đấy làm gì? Để cô hiểu, người trong làng nghĩ gì cũng được, nhưng mà tôi không muốn cô hiểu lầm về tôi. Hiểu lầm á? Cả cái clip rõ ràng như thế, anh muốn tôi hiểu thế nào? Tôi nói thật mà, tôi sang đấy giao gà, thấy Đào kêu cứu. Tôi chạy vào xem thế nào thì bất ngờ Đào vật tôi xuống hôn. Xong tôi đẩy Đào ra, nhưng mà chắc chắn Đào cố tình đặt máy quay rồi cắt dựng clip, chứ thực ra không có chuyện gì cả. Có chuyện gì hay không thì anh với nó biết. Uyên, ngoài Uyên ra tôi không tư tưởng với ai khác đâu. Tôi thích Uyên. Lúc này mà anh còn nói được câu đấy à? Chính vì lúc này tôi mới phải nói. Thật ra tôi sợ mất Uyên lắm. Uyên cũng có tình cảm với tôi mà, đúng không? Chuyện đấy giờ không còn quan trọng nữa. Tại sao? Anh không biết tại sao thật à? Cả cái làng này đang đồn ầm lên là chị em tôi chung chạm một người đàn ông đấy. Rồi còn tranh chấp giành giật, thậm chí là từ mặt nhau vì anh kia kìa. Anh làm tôi đẹp mặt quá. Chẳng lẽ mọi người nghĩ gì quan trọng hơn tình cảm thật sự của chúng ta sao? Tôi... Nhưng cái Đào nó là em tôi, anh hiểu không? Nó là em tôi đấy. Đến cái nước này mà cửa mày mở tao ngoác ra rồi còn nhún nhún nhảy nhảy được à? Hả? Mày có biết cả làng này người ta đang xem mày ngủ với dai không? Mày không biết xấu hổ à? Con đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi, bố biết thừa rồi còn gì. Mày làm gì thì làm, mày cũng phải giữ cho bố mày, cho chị mày chứ. Mày có biết cả làng này người ta đang đồn mày với chị mày lấy chung một chồng không? Không biết nhục à? Tại sao con lại phải nghĩ cho bố, cho chị? Hai người có bao giờ coi con là người một nhà?